Xin chào anh chị và các bạn thân mến. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã luôn ủng hộ Gateki và lắng nghe Trung Quần chia sẻ. Vâng, thưa quý anh chị và các bạn, như anh chị và các bạn đã biết, nghề nấu ăn là một trong những nghề đang rất hot hiện nay. Để các em sinh viên ra trường có nghề nghiệp và việc làm ổn định, đòi hỏi các em ngoài cái sự kiên trì, chịu được áp lực trong công việc, chịu khó, thì các em cần trang bị cho mình những cái kiến thức cũng như là kỹ năng trong quá trình chế biến món ăn. Và để khám phá một trong những kỹ thuật đó, thì trong buổi video ngày hôm nay, em Chun cùng Gatiki xin chia sẻ cái kỹ thuật giật chảo trong một lớp học tại trường Cao đẳng Công nghệ Kinh tế Hà Nội và trong một cái khóa đào tạo nấu ăn. Hy vọng rằng là anh chị và các bạn sẽ xem và ủng hộ video này để chúng ta cùng khám phá xem giật chảo như thế nào để làm sao chúng ta không bị mất sức mà thức ăn lại không bay ra khỏi chảo. Đó là cần phải có kinh nghiệm, đúng không anh chị và các bạn? Hy vọng rằng là anh chị và các bạn sẽ xem hết video này để chúng ta nắm được cái cách giật chảo, có thể là áp dụng trong gia đình vẫn rất là ok. Và nếu như anh chị và các bạn có người thân, bạn bè trong gia đình có nhu cầu học nấu ăn, hãy liên hệ ngay với Gatiki hoặc số hotline em để dưới video này để có cái sự tư vấn chi tiết hơn về các khóa học nấu ăn gia đình và nhà hàng khách sạn. Xin cảm ơn anh chị và các bạn rất nhiều. Vâng, các bạn chú ý thầy hướng dẫn qua về kỹ thuật giật chảo, hoặc là hay tên gọi khác là giật chảo hay là sóc chảo, nhưng mà cái tên chúng ta với kỹ thuật giật chảo thì chúng ta chú ý cho thầy là nếu giả sử những cái chảo mà chúng ta không có quay quay gỗ đây, chúng ta hình dung là những chảo có quay gỗ như này, đúng không ạ? Làm sao thì chúng ta cầm một cái quay gỗ mà không có quay gỗ thì chúng ta sẽ dùng khăn sạch khô, chúng ta gấp gọn dưới như thầy đang gấp và chúng ta sẽ lót vào quai chảo. Vậy thì ngón cái của chúng ta sẽ cầm ở trên góc trên của phần tai chảo, phần còn các ngón khác chúng ta sẽ đỡ ở phần thân chảo phía dưới, được chưa? Cầm vững chắc này, tay cũng thuận chúng ta sẽ cầm chảo, đúng không? Khi chúng ta giật chảo thì mục đích giật chảo là gì ạ? Để cho các nguyên liệu ở trong cái chảo chế biến chúng ta làm sao để nó đảo chỗ nó đều hơn, thay vì chúng ta là đảo gì ạ? Bằng muôi. Hay đi đảo bằng búa thì chúng ta mà đảo nguyên liệu bằng cách gì ạ? Giật. Cho phối trộn như vậy thì nguyên liệu của chúng ta nó sẽ không bị giật, nó không bị vỡ hoặc là nó có cái phần nguyên miếng phần màu sắc nó sẽ trạng thái nó sẽ đẹp hơn, đúng không ạ? Vậy thì với kỹ thuật giật chảo này là yêu cầu các nguyên liệu của chúng ta nó phải cung, đúng không ạ? À, nó phải cung đều. Chứ chúng ta cứ giật giật như này này, không phải. Không phải. Đây là chúng ta với giật chảo sâu, còn với chảo phẳng chúng ta cũng tương đương như vậy. Chúng ta cũng giật nguyên liệu đảo trộn. Bên thầy mời một bạn Nam ạ, Nam cũng như thế này. Mình thấy giật cưa đấy. Giật cái gì xem nào. Mình thấy thọc ạ. Giật được máu cái tay thì. Đúng rồi. Bà thầy giật lại cho mình phát. Mình thấy phai rồi. Với kỹ thuật giật chảo, các em chú ý là khi các em giật chảo nó phải dứt khoát. Chúng ta mà cứ đưa ra rồi đưa vào như này thì nó không bao giờ bay được nguyên liệu cả, đúng không ạ? Mà chúng ta cần dứt khoát, đúng không ạ? Dứt khoát thì... Dứt khoát thì... Dứt khoát thì... Dứt khoát thì... Khi mà chúng ta giật quen rồi, chúng ta sẽ điều chỉnh cái lực giật của chúng ta là nhỉ? Nó vừa phải. Thì khi mà chúng ta động tác chúng ta dừng dưới tay đột ngột thì nguyên liệu nó sẽ đảo trộn. Nếu chúng ta đẩy ra, mình kéo lại, đẩy ra chỗ lại thì nó không thể là bay được, đúng không ạ? Nào bây giờ, Nam thì hiện lại cái này ạ. Nam nào? Cả là bố, mạnh khẽ. Giật này nó trôi được đâu? Giật này trôi được rồi. Giật này, nó với kỹ thuật này, các em chú ý này. Cái tay của chúng ta cầm vuông, giật, thế nhỉ? Giật quá. Có độ dừng đột ngột, thế nhỉ? Thóc đầy trong đây như thế này. Tập mạnh anh giật to đúng hai tay giật
chân cái tay luôn như mình nữa. Cháy. Video bổ ích của gatiki.com, các bạn vui lòng truy cập youtube.com đánh từ khóa gatiki và nhấp vào nút đăng ký, hoặc bạn có thể truy cập vào website gatiki.com. Tất cả những video mới nhất chúng tôi cập nhật sẽ được gửi tới email của các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều và rất mong các bạn sẽ luôn ủng hộ gatiki.com. Chúc các bạn sẽ luôn thành công trong cuộc sống.